Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam ngày 18 tháng 8 năm 2016. An Tôn kính chào quý vị. Phản kháng xã hội dẫn đến Thủ tướng xin lỗi về xe đi vào phố cấm. Australia bực bội vì Việt Nam hủy bỏ lễ tưởng niệm trận đánh Long Tân. ASEAN và Trung Quốc đặt mục tiêu thiết lập quy định khung về Biển Đông trong năm sau. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Trong một hội nghị hôm 17 tháng 8 ở Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã xin lỗi nhân dân về việc đoàn xe của ông hồi tuần trước đã đi vào một phố cấm ở Hội An. Báo chí Việt Nam trích lời Thủ tướng Phúc phát biểu tại một hội nghị về cải cách hành chính như sau. Thậm chí mà Thủ tướng mà đi vào cái đường phố mà mặc dù đã đi trước đi bộ vào hàng cây số rồi, xe vẫn đi phía sau, Thủ tướng không biết được. Nhưng cái khuyết điểm đó vẫn trách nhiệm của Thủ tướng trong việc quán chuyến toàn xã hội. Cũng phải xin lỗi người dân, phải mọi người dân thông cảm. Sự việc làm Thủ tướng Việt Nam phải xin lỗi diễn ra vào chiều muộn ngày 8 tháng 8 khi ông Phúc ghé thăm khu phố cổ ở thành phố du lịch Hội An. Sau đó trên mạng xã hội đã xuất hiện các bức ảnh và một số đoạn video cho thấy đoàn xe của Thủ tướng đã chạy trên phố đi bộ. Từ những hình ảnh đó, nhiều người đã phê phán rằng quan chức Việt Nam thích đứng trên luật pháp và thiếu tôn trọng di sản. Các nhà quan sát nhận định rằng việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 17 tháng 8 đưa ra lời xin lỗi về một hoạt động công vụ là điều hiếm có và là một tín hiệu tốt. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, người theo dõi sát tình hình kinh tế chính trị ở Việt Nam, nói: Tôi nghĩ đấy là một cái thể hiện cái tinh thần cầu thị và cũng rất là chân thành của Thủ tướng. Và từ trước đến nay, sự kiện như vậy xuất hiện ý kiến ở trên mạng, chúng ta thấy là ít khi người đứng đầu của chính phủ Việt Nam lại là có ý kiến xin lỗi trong một cuộc họp chính thức như vậy. Và tôi nghĩ đây là một cái biểu hiện tiến bộ và đáng hoan nghênh trong cái quan hệ giữa nhà cầm quyền và các người dân bình thường. Nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang ở Hà Nội cũng cho rằng việc giới chức chính quyền có thái độ cầu thị hơn đối với dân là một bước tiến lớn, bà nói. Cái tiền lệ này nếu mà bị phát huy nhiều quá, cái mức lạm dụng thành ra bị dân thì nó cũng là không phải là tốt so với các quan chức khác, so với các chính quyền các khác thì chưa ngờ thì cũng phải thúc là một người điểm cái định này làm cho ông Phúc nó nổi bật lên hơn hẳn. Thì tôi thì cũng có chứng kiến những cái quan chức nhà nước ở Việt Nam từ cấp sở lên đấy, làm việc với người dân rất nhiều, mà họ không khái niệm là xin lỗi, chưa bao giờ có chuyện xin lỗi được, không bao giờ họ sai. Nhưng chân nhân là lần này được ông Thủ tướng xin lỗi là thấy quá khác và khó rồi, đã là tôi quá tích cực quá so với chuyện này. Một số người cho rằng chính phủ và quan chức Việt Nam ngày càng phải đối diện với nhiều áp lực hơn từ công luận và dường như họ bắt đầu thay đổi, nhưng vẫn còn sự hoài nghi, bà Trang nhận xét. Trong một cái nền văn hóa, một cái bối cảnh văn hóa chính trị là quan coi thường dân và dân tự coi thường mình, tự hạ thấp mình. Điều này nó cũng không đủ làm nên nó như kiểu một cái nghén không làm nên một xuân, thì điều này nó không làm nên một cái thay đổi gì cả. Tôi chỉ hy vọng nó thành tiền lệ, nhưng mà nếu mà để nó thành tiền lệ được, chúng ta những người hoạt động xã hội và người dân thì cũng phải xuống mạo để đẩy nó lên nữa, chứ không phải là như vậy là thành tiền lệ ngay được. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng nói việc thay đổi có tính căn bản sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa. Cái việc là thay đổi bản chất một cái chế độ, một cái mối quan hệ lâu nay đã được hình thành từ rất lâu và nó có liên quan đến rất nhiều những vấn đề về hành chính, về quy định, về việc thực hiện pháp luật. Thì những điều đó theo tôi là cần phải có nỗ lực lâu dài hơn và phải có cái sự cố gắng bền bỉ hơn. Có những người tỏ ra hứng khởi cho rằng phản kháng trên mạng xã hội thật sự có tác dụng. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang nêu ra ý kiến thận trọng. Đây là một chủ đề khá là phản, cho nên là nhiều người dân có thể hiện quan điểm như vậy. Có một kênh ở đấy đã truyền thông tin đó đến tài thủ tướng. Còn tôi không tin là với các chủ đề khác thì họ sẽ có phản ứng như vậy.
Chính phủ Australia mới đây cho hay họ thất vọng sâu sắc về việc nhà chức trách Việt Nam chỉ báo trước 11 giờ về quyết định hủy lễ tưởng niệm 50 năm trận chiến Long Tân. Hơn 1.000 cựu chiến binh và gia đình đã chuẩn bị trong 18 tháng cho buổi lễ hôm 18 tháng 8 ở Việt Nam. Giờ đây chỉ có những nhóm nhỏ được đi vào khu tưởng niệm cùng với một ban đại diện bao gồm đại sứ của Australia và New Zealand. Thủ tướng Malcolm Turnbull đã cố gắng tiếp xúc với người đồng cấp phía Việt Nam. Ngoại trưởng Julie Bishop cũng đã tìm cách liên lạc với Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam để khiếu nại. Bộ trưởng đặc trách các vấn đề cựu chiến binh Dan Tehan tức giận mô tả quyết định hủy buổi lễ và cách thông báo gấp gáp như vừa xảy ra là một cú giáng làm đau lòng. Ông nói ở Canberra hôm 16 tháng 8 rằng Việt Nam đưa ra lý do hủy lễ là vì những sự nhạy cảm sâu sắc về trận chiến. Tuy nhiên, ông nói chính phủ Australia nhìn nhận rằng quyết định của Việt Nam không liên quan đến vấn đề nào khác trong quan hệ song phương. Trận Long Tân diễn ra ngày 18 tháng 8 năm 1966. 105 lính Australia và New Zealand đã đối đầu với hơn 2.000 lính Bắc Việt và Việt Cộng. Tổng cộng 18 lính Australia và ít nhất 245 lính Việt Nam đã thiệt mạng. Tờ China Daily hôm 17 tháng 8 đưa tin trong cuộc gặp mới đây ở Đông Bắc Trung Quốc, ASEAN và Trung Quốc đặt mục tiêu đến giữa năm 2017 sẽ hoàn tất phần khung của một bộ quy tắc ứng xử để giảm căng thẳng ở Biển Đông có tranh chấp. Hai bên cũng thông qua các nguyên tắc chỉ đạo về một đường dây nóng Trung Quốc-ASEAN để sử dụng trong những tình huống hàng hải khẩn cấp. Hai bên cũng nhất trí rằng một thỏa thuận được các nước trong khu vực ký kết năm 2014 về các cuộc chạm trán hàng hải không có trong kế hoạch cũng áp dụng được đối với Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Trấn Dân nói các văn kiện về đường dây nóng và các cuộc chạm trán ngoài kế hoạch sẽ được trình lên các lãnh đạo phê chuẩn ở Lào vào tháng tới trong khuôn khổ hội nghị giữa ASEAN và Trung Quốc. Đây là lần thứ ba trong năm nay hai bên gặp nhau bàn về bộ quy tắc ứng xử. Ở Biển Đông có nhiều tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 17 tháng 8 đã cải tổ nhóm lãnh đạo hàng đầu trong ban vận động tranh cử của ông khi chỉ còn chưa đầy 3 tháng tới cuộc bầu cử Tổng thống. Ông đã tuyển Stephen Bannon, một nhà điều hành cư cựu của trang web tin tức bảo thủ Breitbart, làm giám đốc điều hành chiến dịch tranh cử và thăng chức chuyên gia thăm dò dư luận Kellyanne Conway thành nhà quản lý của ban vận động. Ông cho biết động thái này không ảnh hưởng tới vai trò của Paul Manafort, người đã điều hành chiến dịch vận động kể từ khi ông Trump sa thải cựu giám đốc chiến dịch Corey Lewandowski vào tháng 6. Ông Manafort đã bị xem xét tỉ mỉ vì mối quan hệ của ông với cựu Tổng thống Ukraine thân Nga Viktor Yanukovych. Ông này bị lật đổ vào năm 2014. Cuộc cải tổ hôm 17 tháng 8 diễn ra ít ngày sau khi tờ New York Times đưa tin về việc có một cuốn sổ bí mật ở Ukraine cho thấy 12,7 triệu đô la tiền mặt được dành riêng cho ông Manafort. Ông Manafort phủ nhận đã nhận bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt nào ngoài sổ sách cho công việc của ông ở Ukraine. Ông gọi các cáo buộc đó là vô căn cứ, ngớ ngẩn và vô lý. Tại một hoạt động tranh cử hôm 16 tháng 8 ở bang miền Bắc Wisconsin, ông Trump đã thúc giục cử tri Mỹ gốc Phi, vốn đã trở thành một nguồn phiếu ổn định cho Đảng Dân Chủ trong những thập kỷ gần đây, hãy đổi bên vào tháng 11. Ông nói, Đảng Dân Chủ đã coi phiếu bầu của người Mỹ gốc Phi là điều đương nhiên. Họ mặc nhiên cho rằng họ sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị và không làm gì để đáp lại. Họ đã lợi dụng công dân Mỹ gốc Phi, đã đến lúc làm cho Đảng Dân Chủ phải cạnh tranh để có phiếu bầu và đã đến lúc xây dựng lại các khu vực nội thành của Mỹ và bác bỏ sự lãnh đạo thất bại của một hệ thống chính trị gian lận. Bài phát biểu của ông Trump nhắc đến các cuộc biểu tình bạo lực trong tuần này ở gần Milwaukee do vụ cảnh sát bắn chết một người đàn ông da đen 23 tuổi hôm 13 tháng 8. Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ dành cho ông Trump trong số cử tri người Mỹ gốc Phi có đăng ký chỉ ở mức một con số.
Việc Nga sử dụng một căn cứ Iran để tiến hành không kích ở Syria đã làm cho Mỹ và các đồng minh trong khu vực sực tỉnh. Nhưng việc chọn thời điểm có thể liên quan nhiều hơn đến những lo ngại về số phận của chế độ Syria, chứ không phải là Moscow hay Tehran cần gửi đi một thông điệp. Bộ Quốc phòng của Nga hôm 16 tháng 8 cho biết máy bay chiến đấu của họ cất cánh từ căn cứ không quân Hamedan ở Iran để đánh các lực lượng chiến binh Hồi giáo ở Aleppo, Deir ez-Zor và Idlib. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại về sự dính líu ngày càng tăng của Nga vào cuộc nội chiến Syria. Ông nói thật đáng tiếc nhưng điều đó không đáng ngạc nhiên hoặc bất ngờ. Và tôi nghĩ rằng điều đó cho thấy sự tiếp nối của một hình thái mà chúng ta đã thấy về việc nước Nga tiếp tục thực hiện các cuộc không kích. Giờ đây vẫn là hình thái đó hiện ra với sự hỗ trợ trực tiếp của Iran. Ít nhất họ nói là nhắm vào ISIL cũng như các mục tiêu là Nusra. Nhưng trên thực tế, và chúng ta đã luôn thấy, đó là họ chủ yếu nhắm mục tiêu vào các lực lượng đối lập ôn hòa ở Syria. Các cuộc không kích dường như chỉ là một phần của nỗ lực mới nhằm củng cố lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Cả Nga và Iran đã trở nên ngày càng quan ngại về cuộc tấn công mới đây của phiến quân tại thành phố Aleppo. Họ đã có những bước tiến trước lực lượng của chính phủ ở phía Nam và phía Đông, bất chấp chiến sự dữ dội trong những tuần gần đây. Phó Tổng thống Mỹ Biden gửi lời chia buồn đến các gia đình của những người thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh ở vùng Ban Căng, bao gồm cả những người thiệt mạng trong các cuộc không kích của NATO vào Serbia năm 1999. Những lời bày tỏ của ông Biden được đưa ra vào ngày đầu tiên trong chuyến thăm tới Serbia và Kosovo nhằm khuyến khích hai nước Ban Căng hàn gắn mối quan hệ. Ông phát biểu, trong ba thập kỷ qua, tôi coi Croatia và tất cả những láng giềng của quý vị, Kosovo, Montenegro, v.v. là một phần thiết yếu đối với một châu Âu mà lần đầu tiên có sự toàn vẹn, tự do và thống nhất. Và Serbia là nền tảng cho điều đó. Nếu Serbia phát triển tốt về kinh tế và chính trị, cả khu vực cũng phát triển tốt. Hoạt động oanh tạc do Mỹ dẫn đầu vào năm 1999 đã chặn đứng cuộc trấn áp của Serbia đối với phe ly khai sắc tộc Albania, chấm dứt sự cai trị của Belgrade ở Kosovo, từng là một tỉnh của Serbia. Là thượng nghị sĩ khi đó, ông Biden ủng hộ mạnh mẽ các cuộc ném bom của NATO vào Serbia vào những năm 1990. Ông đã từng nói việc ông góp phần giúp kết thúc cuộc chiến tranh năm tư là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp chính trị lâu năm của ông. Trong khi Mỹ được nhiều người Kosovo yêu thích, họ coi Washington là vị cứu tinh, thì Belgrade vẫn rất oán hận về các cuộc không kích của NATO. Serbia không công nhận Kosovo, một tỉnh miền Nam trước đây, là nước có chủ quyền, nhưng vẫn ký kết một loạt các thỏa thuận do Liên hiệp châu Âu làm trung gian nhằm cố gắng đặt ra khuôn khổ về các mối quan hệ giữa hai nước. voatiếngviệt.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế. Chính trị, đời sống xã hội, tình hình Biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng Internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiếngviệt.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger. Tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiếngviệt.com để được kết nối với thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiếngviệt.com. Có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Anton xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.